Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn hai cái đầu giải mã đến từ Onkyo với mức giá rất là bình dân luôn, chỉ có 4 triệu thôi, một cái là 4 triệu Nhật Bản. Thì cái con Onkyo cái này có model là YO, con màu trắng là SEU55SX và con màu đen là SEU55GX, một con là 55SX, một con GX. Con màu đen thì nó có cái remote kèm theo, tuy nhiên thì các bạn lưu ý là cái remote này nó chỉ để dành để chúng ta bấm cái đầu đĩa CD của Onkyo. Mình không hiểu nó tặng theo cái remote này làm gì, thì nó mục đích là con này nó sẽ thì nó sẽ bán theo một cái đầu để gắn vào máy vi tính, cái đầu CD á. Cái remote này mục đích là bấm cái ổ đĩa CD của máy tính thôi đó, nên coi như nó tặng cũng như không. Chủ yếu là cái đầu này là đầu giải mã thôi nên nó không cần cái remote này các bạn. Thì tùy các bạn thích chơi con nào thì chơi. Âm thanh thì mình theo đánh giá của mình thì nó hai con này ngang ngửa nhau rồi, gần như là không có khác biệt gì về âm thanh, chỉ có ngoại hình thôi. Con màu trắng thì đây nó có đường vào là cấp quang, cấp đồng trục, USB máy tính, nó có cái đường line này nữa, tại vì con này nó làm được một cái rè luôn nhé các bạn. Đó, input level này để chúng ta chơi, làm được cái rè một ly đó, rất là hay ở chỗ đó. Lưu ý khi chúng ta làm rè một ly á thì cái đường vào analog của nó không qua chip giải mã nhé các bạn. Bất kỳ cái thiết bị nào cái đường vào mà analog á thì nó sẽ không qua giải mã, còn cái đường vào cấp quang, các đồng trục thì nó mới qua giải mã nha. Con này thì nó có cái đường cấp quang phía trước nè, và đặc biệt ở hai con này là đều sản xuất tại Nhật Bản, đều là made in Japan đó. Này, con này thì đây made in Japan nha, chỉ với 4 triệu một con thì đây là một giá cực kỳ hợp lý cho các bạn. Những bạn nào mà thích mua đầu giải mã vừa tiền vừa nghe nhạc để karaoke mà sản xuất tại Nhật Bản nữa thì đây là sự lựa chọn, gần như là không có cái sự lựa chọn nào có thể thay thế được với cái mức giá tiền này, chắc chắn với các bạn là vậy. Đây mình đang cắm cấp quang vào cái con màu trắng, mình thử nhạc thử nha. Mình lấy cái đầu đề nòng Heo S HS2, mình phát nhạc qua đường cấp quang của nó. Bạn ông lên đây. Các bạn để mình chọn lại nha. Tôi lại gặp anh chơi game nay sáng qua. Và tiếng rất là hay. À, cái đường này là để chúng ta chơi rè thôi nên chúng ta không có chỉnh được khi chơi cấp quang nha. Có nghĩa là chúng ta vào analog. À, những cái lớn nhỏ này chúng ta không có chỉnh được khi chúng ta chơi giải mã. Rồi bây giờ mình test qua cái đầu màu đen. Đây các bạn thấy là 24 bit 96 kHz nha. Hai cái đều là 24 bit 96 kHz cả. Tắt âm lay lại nha. Bằng giá nha các bạn. Nhiều bạn thì thích màu trắng, nhiều bạn chỉ thích màu đen. Bây giờ thì có cả hai màu. Thì các bạn nào cần thì alo mình sớm. Đầu màu đen nha. Đây là đầu giải mã chuyên nghiệp. không có đĩa đọc gì ở đây cả. Các bạn chỉ việc đợi mình để máy quay xong rồi rút dây gắn dây cáp quang vào đường in và analog vào đường out là được rồi. Này mình chọn đường cáp quang này, digital này. Đó, đầu màu đen á, tiếng rất là hay luôn, hai con đều nó không khác gì âm thanh luôn. Thôi mình chia tay, rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ, náo đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn vui biên mỹ sẽ qua mờ, súng cầu từ dần sâu. Rất là ok, tất cả đều còn rất là đẹp. Nhật Bản, con màu trắng là 4 triệu, con màu đen cũng là 4 triệu, đều là sản xuất tại Nhật Bản. Các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại góc màn hình. Hai con này đều có đường USB máy tính vào nữa nha, nó USB máy tính vào. Các bạn để chơi về máy tính cũng được luôn, rất là dễ luôn.